đi ơi. Nay bố lấy xe đi rồi, đi chợ xe đạp mệt quá. Mừng hả? Có nhiều không? Nhiều không? Nè, có cái này cho chị ăn nè. Mệt quá. Trai rất thích ăn nấm luôn. Nghe có thích ăn nấm không? Sao làm đây hả? Làm kia. Ngồi đây đi, ngồi đây. Ngồi đây. Đây cho mẹ làm rau tí đấy. Nấu ăn nhá. Xe hả? Xe có cánh đất đấy. Xe đâu có vô đây đâu. Không phải đâu. Tàu hả? Con bé đâu vậy cậu? Ngồi nhá. Ăn nhá. Mình là tàu cũng chết. Rồi đâu thì nấu cơm cho anh nhá. Rồi về ăn nhá. Tàu này nấu canh hơi bị ngon đấy nha. Ăn tàu hả? Ăn tàu hả? Rau xong rồi đấy, chắc ra nhiều rau không? À, ra quả xong chưa? Chào các bạn nha. Nè.
Dây tạm biệt các bạn đi. Tạm biệt đi. Tạm biệt các bạn nhé.